đèn một đèn quá nhưng mà vẫn cảm thấy nó không sáng thì có thể là cân nhắc và lựa chọn cái mẫu đèn Rolex 3.0 500W này. Tại sao My lại dám khẳng định chiếc đèn Rolex 3.0 500W này lại có thể sáng hơn chiếc đèn 1000W trên thị trường? Xin mời khách cùng My đón theo dõi tiếp video này nhé. Đầu tiên sẽ là về thông số kỹ thuật. Đó là chiếc đèn pha công suất 1000W. Thì với chiếc đèn này thì nó sẽ có một cái kích thước khá là lớn luôn mọi người. Đây, quý khách có thể thấy là cái chiếc đèn rất là to luôn. Và ở phía trước này sẽ là những cái phần kính cường lực để có thể là bảo vệ cái chip LED cũng như là bảo vệ phần pin ở bên trong. Và chiếc đèn 1000W này thì nó cũng sẽ có một cái khung số điện tử báo sạc pin như thế này, cũng sẽ giúp cho quý khách có thể là biết được cái dung lượng pin ở trong đèn còn lại là bao nhiêu. Và ở phía trước này nó cũng có thông số như là suất của đèn là 1000W nè, cấp độ bảo vệ là IP67 nè, và tên ký hiệu của chiếc đèn này. Và chiếc đèn này có phần vỏ được đúc từ chất liệu nhôm hợp kim, và phần thương hiệu của đèn thì cũng được in ở phía sau như thế này. Đầu tiên mình sẽ nói về phần chip LED của đèn. Thì chiếc đèn này sẽ có tổng cộng là 1190 chip LED SMD5730. Và với một cái số chip LED nhiều như thế này, nó cũng sẽ giúp cho chiếc đèn có thể là cung cấp cái độ sáng tốt hơn cho một cái diện tích rộng. Và cái dung lượng pin sử dụng trong đèn này là 80.000 mAh lận nha, đủ đảm bảo cung cấp cái độ sáng trong cái thời gian là từ trên 12 tiếng trở lên. Và với một chiếc đèn kích thước lớn như thế này thì phần tấm pin năng lượng để sạc cho đèn cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Thì với cái tấm pin lớn như thế này nó mới đảm bảo được cái nguồn năng lượng cung cấp được cho đèn có thể là nạp đủ và có thể chiếu sáng được liên tục trên 12 tiếng. Thì với cái tấm pin sử dụng ở chiếc đèn này thì nó sẽ có công suất là 6V 85W, một cái tấm pin công suất cực khủng luôn, có kích thước là 825 x 515 x 30mm. Và cái phần dây nối của chiếc đèn này dài 4m nên là khi mà quý khách kết nối giữa đèn với pin thì cũng có thể trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Rolex 3.0 500W, đèn sẽ có tấm pin rất là lớn lên đến 120W. Kích thước của tấm pin này sẽ là 1000 x 680. Và trọng lượng của chiếc đèn này thì nặng là 4,2 kg, chứa dung lượng pin tới 70.000 mAh lận nha. Và chiếc đèn đang có quang thông là 5400 lumen. Đèn sẽ có kích thước là 315 x 284mm nha bà con. Tiếp theo sẽ nói về dung lượng pin. Thương hiệu JD là một thương hiệu cũng rất là có tiếng trong thị trường đèn lồng mặt trời của Việt Nam. Và những cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái mức giá tầm trung và rất là dễ dàng sử dụng. Thì ở chiếc đèn năng lượng mặt trời JD 1000W này thì hiện tại nó cũng đang sử dụng pin cũng rất là nhiều để có thể đảm bảo cho chiếc đèn của chúng ta có thể chiếu sáng liên tục trên 12 tiếng. Và đèn thì nó cũng sẽ thiết kế rất là dễ dàng để tháo lắp, cho nên là mọi người có thể thấy là My đang thao tác là mở từng con ốc ở trên đèn ra để tháo cái kính nè. Và đèn thì đang chứa dung lượng pin cũng khá là lớn và vẫn đảm bảo được cho quý khách là sử dụng được 12 tiếng hoàn toàn thoải mái. Đèn JD 1000W này đang chứa tổng cộng là 10 viên pin 32650. Và hiện tại chiếc đèn JD 1000W này cũng đang chứa tổng cộng là 10 viên pin 32650. Theo cái tính của hãng thì mỗi viên sẽ là 8000 mAh, thì 10 viên nó sẽ tương đương với 80.000 mAh. Tuy nhiên là với mỗi hãng khác nhau thì nó cũng sẽ có một cái tính khác nhau. Thì về cái vấn đề này My cũng đã từng nói khi mà My giới thiệu chiếc đèn JD 1000W này rồi. Tuy nhiên là về chất lượng của đèn thì nó cũng rất là tốt và cũng có thể là dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng một chiếc đèn năng lượng mặt trời mức giá tầm trung. Cả những cái bộ phận ở bên trong của đèn này nó cũng được kết nối với nhau rất là tinh tế cũng như là rất là kỹ lưỡng luôn, cho nên là nó cũng đem lại cái chất lượng của đèn rất là tốt nha. Tiếp theo sẽ đến chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 3.0 500W. Thì cái mẫu này nó cũng rất là dễ dàng tháo lắp, chỉ cần tháo những con ốc ở xung quanh ra là được. Với chiếc đèn JD 1000W thì chiếc đèn Rolex 500W này nó sẽ là cái mặt nhựa PC chịu nhiệt chứ không phải là kính cường lực. Và với cái phần nhựa PC chịu nhiệt tốt, bảo vệ phía trước như thế này nó cũng sẽ giúp cho cái phần chip LED và phần pin bên trong bảo vệ tốt hơn. Trong chiếc đèn Rolex 3.0 500W này nó cũng sẽ chứa rất là nhiều chip LED free của Mỹ. Và với mỗi chip LED nó cũng sẽ có một ký hiệu khác nhau. Thì với những cái ký hiệu được in trên chip LED như thế này nó cũng sẽ giúp cho, ví dụ như mà có một chip LED nào đó trong chiếc đèn bị hỏng mà cũng có thể dễ dàng thay thế. Và dung lượng pin sử dụng ở bên trong chiếc đèn Rolex 3.0 này nó cũng có dung lượng pin khá là lớn, sử dụng pin khói LiFePO 4, dòng pin lưu trữ tốt nhất hiện tại, với dung lượng pin là 80.000 mAh, đảm bảo cho quý khách là sử dụng liên tục
trên 20 tiếng hoàn toàn thoải mái. Và với cái phần pin khói thì nó sẽ lưu trữ năng lượng tốt hơn những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng pin pin 3650 rất là nhiều. Bởi vì trọng lượng của chiếc đèn thì nó cũng có trọng lượng khá là nặng. Còn vỏ bên ngoài của chiếc đèn Rolex 3.0 500W nó cũng tương đối cứng cáp, cho nên là khi mà cân lên thì cái trọng lượng của đèn cũng khá là nặng ha. Kế đến sẽ là độ sáng của cả hai đèn. Cùng đó chính là chế độ bảo hành của công ty Xenon Solar cho cả hai mẫu đèn này. Và so về thời gian bảo hành, chiếc đèn JD1000W với lại là chiếc đèn Rolex 3.0 500W này nó cũng sẽ có thời gian bảo hành chênh lệch khác nhau. Thì riêng với chiếc đèn JD1000W thì công ty Xenon Solar đang bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm. Còn với chiếc đèn Rolex 3.0 500W thì công ty Xenon Solar sẽ bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm nha. Và mới cũng mới vừa làm một cái video so sánh nho nhỏ giữa cả hai dòng đèn siêu hot trên thị trường, đó chính là dòng đèn JD1000W và dòng đèn Rolex 3.0 500W. Và nếu như mà với khách hàng thì với khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm nào ạ? Thì My cảm thấy là cả hai dòng đèn này nó đều có những cái nhược điểm riêng, những cái ưu điểm riêng. Thì tùy vào nhu cầu khách hàng có thể lựa chọn một trong hai cái sản phẩm này. Và nếu mà khách hàng cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời pha xa, giá tốt thì cũng có thể cân nhắc chiếc đèn JD1000W. Còn nếu khách hàng nào cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời cho ra cái độ sáng tốt hơn, ánh sáng chân thực hơn một xíu, khách hàng có thể cân nhắc cái dòng đèn Rolex 3.0 500W này. Và My cũng đã từng nói rất là nhiều trong video trước thì nếu như mà để so sánh một sản phẩm này với một cái sản phẩm khác thì nên nhìn vào thông số kỹ thuật chứ đừng nên nhìn vào giá tiền hay là công suất. Thì hy vọng là sau video này khách hàng có thể có một cái nhìn khách quan hơn để lựa chọn một cái dòng đèn năng lượng mặt trời chất lượng nhất để sử dụng. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể đón theo dõi video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.